Mùa hè xanh với tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Tuổi trẻ phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết với nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện được triển khai nhằm lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng xã hội. Qua đó khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, góp phần tạo một mùa hè ý nghĩa gắn với màu áo xanh thanh niên. Đa dạng các hoạt động tình nguyện hè với tinh thần tuổi trẻ, mùa hè xanh là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, cống hiến cho sự phát triển chung của địa phương. Trong đó, chú trọng thực hiện công trình phần việc gắn với sức trẻ của thanh niên, các hoạt động thường niên và mang tính đổi mới sáng tạo trong các chương trình phần việc của tổ chức đoàn, hội. Mùa hè xanh mang thương hiệu của tuổi trẻ. Trong 5 năm qua, với sự thay đổi phương thức hoạt động của từng thời điểm của hoạt động hè gắn với các hoạt động trong giai đoạn Covid-19, giai đoạn bình thường hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số, tuổi trẻ Điện Dương đã dần thích ứng và đi đầu trong mọi phương diện. Chiến dịch tình nguyện hè trong 5 năm qua đã triển khai 10 công trình, hơn 110 phần việc thanh niên với tổng giá trị trên 500 triệu đồng, tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, chuyển đổi số, dạy hè. Mùa hè xanh trong thời điểm đại dịch Covid-19. Từ năm 2020 đến năm 2023, trải qua hơn 3 năm phòng chống đại dịch Covid-19, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, tình nguyện, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, Việt Nam đã vượt qua đại dịch. Vai trò của tuổi trẻ nói chung, tuổi trẻ Điện Dương nói riêng, góp một phần nhỏ trong công cuộc chiến thắng đại dịch Covid-19. Trong tâm điểm đại dịch, các chương trình mùa hè xanh hướng đến phòng chống dịch, hàng trăm tình nguyện viên xung kích tham gia các điểm chốt chặn, tham gia các đội hình truy vết và tiêm vaccine. Nhiều đoàn viên thanh niên đã xung phong vào phục vụ trong các điểm cách ly tập trung và tham gia các chuyến xe vào miền Nam đón đồng bào trở về quê hương. Cùng với đó, xây dựng nhiều công trình trên không gian mạng, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid-19. Mùa hè xanh trong công tác chuyển đổi số. Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi phương diện xã hội, tuổi trẻ Điện Dương đã kết hợp lồng ghép vào trong chiến dịch tình nguyện hè, thành lập 11 tổ công nghệ cộng đồng, phối hợp với các lực lượng liên quan, tham gia hỗ trợ cấp hơn 14.000 căn cước công dân, hơn 10.000 tài khoản VNEID mức độ 1, 2, thu thập hơn 30.000 dữ liệu dân cư, cung cầu lao động, số hóa 4 địa chỉ đỏ, 1 phòng truyền thống ảo, 1 thư viện bản tin số. Trong cao điểm các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vào tháng 7 hàng năm, các đội hình mùa hè xanh tích cực tham gia làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử, tặng quà cho các gia đình chính sách, sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình chính sách. Mùa hè xanh gắn với các công trình thanh niên. Xác định mỗi chiến dịch hè gắn với một công trình thanh niên tiêu biểu mang tính hỗ trợ cộng đồng. Sự lan tỏa mạnh mẽ của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã thực sự trở thành một môi trường ý nghĩa để lực lượng đoàn viên, thanh niên toàn phường được rèn luyện, trưởng thành và góp sức mình xây dựng quê hương. Từ đầu nhiệm kỳ 2022-2027 đến nay, toàn phường đã có hơn 400 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. Các cấp bộ đoàn đã xây dựng 10 tuyến phố văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Xây dựng mới 2 nhà nhân ái, 1 nhà lưu niệm với sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân, tổng kinh phí 210 triệu đồng cho gia đình chính sách. Trồng mới 3.000 cây xanh, sửa chữa, làm mới gần 2 km đường giao thông nông thôn, 2 chuyến tình nguyện hè về với huyện Đông Giang. Mùa hè xanh với bảo vệ môi trường biển. Với vai trò của tuổi trẻ trong việc bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, xuyên suốt trong các chiến dịch hè, việc xung kích vì một môi trường biển xanh, sạch, đẹp luôn được triển khai thường xuyên. Đến nay, toàn phường đã thành lập và duy trì 5 đội thanh niên xung kích, 4 đội tại 4 khối phố ven biển, 1 đội của đoàn phường làm nòng cốt, trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động được tổ chức thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong dịp hè. Mùa hè xanh với các thầy cô giáo áo xanh. Mùa hè là mùa của tuổi trẻ, là nơi để sức trẻ đồng hành cùng với thiếu nhi, nhiều lớp dạy võ thuật,
kỹ năng và ngoại ngữ được các đoàn viên thanh niên Điện Dương xây dựng và đạt hiệu quả. Trong 5 năm qua, các lớp dạy võ của cô giáo Mỹ Phương, thầy Tấn Hiền, lớp dạy kỹ năng của anh Lợi, lớp dạy ngoại ngữ của cô giáo Khánh Ly. Các lớp trên đã là một địa chỉ quen thuộc của các em thiếu nhi, vừa là nơi rèn luyện sức khỏe, học tập nhiều kiến thức bổ ích, vừa là nơi để các em tham gia hoạt động vui chơi. Từ những lớp của các thầy cô giáo mang màu áo xanh đã giúp cho các em thiếu nhi có một mùa hè ý nghĩa và nhiều niềm vui. Mùa hè xanh luôn là mùa để thể hiện sức trẻ, mùa để cống hiến, mùa để ghi dấu thanh xuân. Đó không chỉ là mong ước, là khát vọng của riêng bất kỳ một chiến sĩ tình nguyện nào, mà đó chính là mong ước, khát vọng chung của tất cả những người làm công tác tình nguyện. Đối với tuổi trẻ Điện Dương, dấu ấn 25 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là một hành trình dài của nhiều thế hệ, từng thời điểm với những dấu ấn đậm nét riêng, với hành trang là truyền thống của các thế hệ đi trước. Lớp thế hệ hiện tại luôn cố gắng phát huy những hành trang ấy, thích ứng với từng thời điểm và sáng tạo không ngừng.